Nguyên Khang rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Chuyện Cảnh Giác, được phát sóng định kỳ vào lúc 16:30 thứ Bảy và Chủ nhật tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính thưa quý vị khán giả, ngày nay hầu như báo đài nào cũng có chuyên mục Chuyện Cảnh Giác nhằm cảnh báo đến độc giả những mánh khóe lừa đảo của các phần tử xấu trong xã hội. Tuy nhiên, mặc dù các cơ quan chức năng phát hiện và truy quét ngăn chặn kịp thời để không nguy hại đến người dân, nhưng mà một số bọn tội phạm vẫn không kinh sợ. Bọn chúng lại nghĩ ra những chiêu trò, những cách thức tinh vi liều lĩnh hơn, tự trang bị cho mình những kiến thức để phân biệt tốt xấu, lành dữ là cách hay nhất để tự bảo vệ mình trong những hoàn cảnh xấu có thể xảy đến bất ngờ. Tình huống được tái hiện lại ngay sau đây, vụ việc xảy ra tại cây ATM vào buổi sáng sớm, vắng người qua lại, bọn tội phạm đã lợi dụng trẻ nhỏ đánh lạc hướng của người dân để dàn cảnh lấy hết tiền ở trong thẻ. Cùng xem diễn biến tình huống của câu chuyện để hiểu rõ hơn chiêu trò lừa đảo quý vị nhé. Hãy cùng xem một tình huống mà ban biên tập Chuyện Cảnh Giác đã tái dựng lại ngay sau đây thưa quý vị. Sáng đó tôi đi rút tiền sớm hơn thường ngày vì đi trả tiền hàng cho người ta. Tôi vừa bấm mật khẩu xong thì khi đó có một người phụ nữ đứng rút tiền ở máy bên cạnh. Có một bé gái đứng bên cạnh nữa, chắc là con của chị ta. Em ơi em, ở bên em rút tiền được không? Được được chị, em thấy được đó. Sao bên chị rút không được vậy trơn, không biết sao kỳ vậy? Em không biết, chị coi lại đi, chắc hết tiền hả chị? Trời ơi chán ghê vậy. Đi hai chỗ rồi mà rút không có được. Rồi bên chị phải đóng tiền học cho con chị nữa nè. Em coi thử giùm chị coi sao em. Em không biết đâu chị, coi đi chị. May là tôi cẩn thận để ý khi có người lạ đứng bên cạnh mình. Tiền vừa ra, bé nhỏ đó định lấy tiền của tôi thì tôi nhanh chóng chặn tay của nó lại. Rồi lấy tiền của mình chạy xe đi. Nghĩ lại là chắc bà ta cố tình hỏi tôi đủ thứ để làm tôi phân tâm, không chú ý. Thì khi mà tiền ra thì con bé đó nó sẽ lấy tiền của tôi. Con mày, tao đã nói rồi. Chờ tiền nó ra rồi mày hả rút, mày bỏ mày chạy. Mày lấy chị số dữ vậy hả? Dạ, tại con thấy cô ra hiệu cho con mà. Nhiều hiệu cái gì mày còn cãi nữa hả? Bữa nay á, mày không có còn mời nào á là uống nước từ cơm hay chưa? Dạ, con biết rồi. Đi lại đằng kia coi rình con mời nữa cho tao. Mặt gì đưa đáng. Dạ. Nè, nghe dặn kỹ đó. Lấy được tiền rồi á, là phải bỏ chạy cho việc nhanh nha chưa? Mà lỡ có bị công an bắt rồi á thì im cái miệng lại, liệu mà im cái miệng lại. Mày nói là mày tự làm chứ không có khai tao ra nghe chưa? Mày mà khai tao ra mày không có yêu với tao đâu á. Dạ. Đi đi. Dạ được chị, em mới rút nè. Ủa, sao chị rút không được nè, em coi chị coi sao kỳ vậy nè. Ờ, chắc tại cái máy bên chị nó bị gì đó. Ờ, thôi chị ra ngoài chị đợi đi chút xíu nữa, em rút xong rồi tới lượt chị nha. Trời ơi, chán ghê vậy, chị đi hai chỗ rồi mà rút không có được, không biết sao kỳ vậy nữa. Đến giờ thì tôi vẫn chưa quên được chuyện xảy ra ngày hôm đó. Khi tôi rút tiền á, thì tôi thấy bé đó đang đứng kế bên tôi. Nhưng mà tôi nghĩ nó còn nhỏ, chắc không làm gì được mình đâu, nên tôi cũng chủ quan. Tôi đâu có ngờ đâu, nó đứng đó và nó căng tôi. Ê con nhỏ kia. Ê. Ê. Tôi đuổi theo á thì mới sực nhớ là cái thẻ tôi vẫn chưa lấy ra, nên tôi mới lật đật quay lại. Cái gì vậy anh? Tụi nó mới vừa dàn cảnh cướp tiền em anh. Trời ơi, vậy mất tiêu rồi. Tụi này lỏng hành quá. Rồi anh có mất cái gì không? Cuối cùng á thì tôi mất 2 triệu tiền mặt vừa mới rút. Nhưng mà tôi nghĩ á, vẫn còn may,
Nếu mà tôi cứ đuổi theo con bé thì chắc tôi mất hết tiền trong thẻ luôn rồi. Tôi mới đi báo công an. Khi mà lên đồn á, thì tôi mới vỡ lẽ là có nhiều người cũng bị giống tôi như vậy. Bà ta cố tình cho đứa bé mặc đồ học sinh rồi nói là mẹ đứa bé để mọi người không nghi ngờ. Rồi có một tên đồng bọn đứng ở đó, nếu mà có chuyện gì á, là bà ta leo lên xe và chạy mất. Tôi mong bà con cảnh giác, đừng để bị lấy tiền giống tôi như vậy. Nguyên Kha cũng mong quý vị khi mà đi nhận tiền hay rút tiền ở các trụ ATM hoặc ngân hàng thì cũng nên cảnh giác, tốt nhất là nên rút tiền tại những trụ ATM có cửa đàng hoàng hoặc tại các trụ đặt trong những ngân hàng để đảm bảo sự an toàn. Khi bắt buộc phải rút tiền ở các trụ ngoài trời thì cũng nên để ý chọn nơi đông người, có bảo vệ trông coi, cảnh giác với những người lân la đến bắt chuyện, vì cũng sẽ luôn có những điều hiểm nguy đang rình đập chờ đợi thời cơ để hành động. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tình huống tiếp theo. Đừng chuyển kênh quý vị nha. Thưa quý vị, những mối hiểm nguy trong đời sống của chúng ta vốn rất đa dạng, biến hóa khôn lường. Có khi đó là những thủ đoạn tinh vi đến từ bọn tội phạm, là những người chúng ta chưa lần nào biết mặt. Nhưng cũng có khi đó chính là sự thờ ơ, chủ quan của nạn nhân, của chính những người trong cuộc đã tiếp tay cho kẻ lừa đảo. Tình huống mà Nguyên Khang chuẩn bị giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Ả lừa đảo đã lợi dụng việc mình làm trong văn phòng tư vấn du học Hàn Quốc để dụ dỗ người dân, thuyết phục bằng cách phù phép hồ sơ để có bằng tốt nghiệp trung cấp cho người chỉ mới có tốt nghiệp cấp 3. Cùng xem với Nguyên Khang quý vị nha. À dạ rồi. Chị nhớ tới đúng giờ nha chị. Dạ rồi, em chào chị ạ. À. Chào, dạ, chào cô. Dạ chào chị. Cho tôi gặp Thương đi. Tôi có hẹn với Thương để tới bàn công chuyện á. Dạ rồi, mời chị ngồi. Ngồi đi. Chị Thương ơi, có khách kiếm à? Dạ, chào cô, chào em. Mà tại sao cô biết công ty của con mà dẫn em đến đây làm hồ sơ xin du học vậy? À, tôi có mấy người bạn á, giới thiệu lại đây nè. Họ nói công ty này làm ăn uy tín lắm. Dạ, vậy là cô được bạn cô giới thiệu đúng chỗ rồi đó. Công ty của con á, làm ăn lâu năm, rất là uy tín. Biết bao nhiêu hồ sơ du học Hàn Quốc chót lọt hết rồi đó cô. Ồ vậy. Dạ, vậy cô với em có mang theo giấy tờ để làm hồ sơ không? Dạ có chị, em có mang đầy đủ nè. Lấy ra đi con. Dạ, dạ. Chị ơi, ở đây chị chật điện thoại giùm em chút nha. Em vô in chút tài liệu. Dạ. Em chào cô. Cười nha con. Dạ. Nè chị, tôi có đứa con gái nó nghỉ học cũng 4 năm rồi. Cũng muốn cho nó đi học nghề hay là cái gì đó cho nó bớt đi chơi. Mà nghỉ cho đi xuất khẩu lao động thì tội quá. Nên là ông xã tôi nói thôi cho nó đi du học đi. Dù gì bên đó cũng có bà dì, nó ở bển thì cái việc ăn ở cũng không có lo. Cháu nó học xong cấp 3 rồi nghỉ luôn. Đó bây giờ bởi vì tôi mới lo cho nó cháu đi học du học Hàn Quốc đó cô. Dạ, nếu mà muốn đi du học Hàn Quốc đó cô, thì mình ngoài cái bằng cấp 3 này với một số giấy tờ này thì mình cần phải có thêm bằng trung cấp nghề hoặc là bằng cao đẳng, bằng đại học thì mới được á. Nó không giấu gì cô, cái năm mà nó thi á thì nó bị tai nạn cho nên không có thi đó. Rồi qua 1-2 năm sau nó cũng đi thi á nhưng mà không có đậu, thành ra bây giờ tôi lo cho nó đi du học mà nó cũng thích lắm. Dạ vậy mình có cách nào không chị, chứ em á em thích đi du học lắm. Thì cách á thì không phải là không có, con cũng có cách để giúp cho em đi du học, nhưng mà mình phải bỏ thêm một chút tiền nữa đó cô, để con làm cho em một cái bằng trung cấp nghề để mình bổ sung vô hồ sơ cho nó hợp thức hóa đó cô. Vậy là bằng giả hả chị? Không phải, là như vậy nè, cái bằng này á mình sẽ ghép chung với bằng cấp 3, mình gửi qua Hàn Quốc rồi người ta mới xét duyệt gửi thư mời cho mình mới làm visa đi được. Còn nếu mình gửi cái bằng cấp 3 không á mà không có bằng nghề thì người ta sẽ suy nghĩ lại, mà khó có cơ hội đi lắm. Mà nếu mà em không có cái bằng trung cấp nghề, em đi tất cả các công ty cũng không có công ty nào làm cho em đi được đâu. Thôi, tôi không có làm bằng giả đâu, nếu như bị phát hiện ra rồi sao? Đúng rồi chị. Dạ không phải là bằng giả. Cái bằng con làm cho em ở đây á
là bằng thật đàng hoàng, có bảng điểm, có hồ sơ gốc tại trường luôn, và có chữ ký của hiệu trưởng trường cho em là quà luôn. Cô an tâm đi. Ban đầu thì tôi thấy cũng lo lắm, làm bằng giả rồi nếu mà lỡ bị phát hiện thì sao. Cô ta thì chắc chắn với tôi là không phải là bằng giả, bằng thật nhưng mà giá nó rẻ. Thì con gái tôi nghe nói có cái bằng mới đi được, thì nó thích lắm, cứ khều khều cứ làm đi mẹ. Mẹ, mẹ làm cho con đi. Chị nói là có bảng điểm với hồ sơ gốc nữa mà. Đi, con thích đi du học lắm. Mẹ làm cho con nha. Mẹ mới hỏi thêm mà. Dạ. Nè mà tôi hỏi thì con nha, có nhiều người làm như vậy không? Trời ơi, cô biết không, ở mấy cái tỉnh lân cận ở đây nè, người ta gọi đặt hàng con làm quá trời luôn. Tại vì á, cô biết sao, bằng thiệt mà giá lại quá trời rẻ, cho nên người ta làm ao ao ao. Đợt này nó dễ, đợt sau nó khó là khỏi làm luôn đó. Tùy ở cô thôi, nếu mà cô làm thì con giúp cô, còn cô không làm thì thôi, không có sao. Tại vì cái vấn đề này á, nó cũng hơi liên quan đến pháp luật á, cho nên nếu mà cô không làm á thì thôi, cô đừng có nói cho ai nghe hết nha. Đó. Nếu mà cô làm thì con sẵn sàng giúp cô, còn về bên con thì cô an tâm, bên con uy tín bảo đảm. À, vậy cô có cái nào cho cô coi thử được không? Dạ, đây đây. Cô xem đi. Đây, cái bằng này người ta đặt con làm nè. Cô thấy không? Có mộc đỏ của trường. Mẹ mẹ, có chữ ký của... Có cái mộc với chữ ký luôn mẹ. Có chữ ký của hiệu trưởng đó cô. Chữ ký sống đàng hoàng, không phải copy đâu nha. Đây, đây là bảng điểm nè cô. Đúng rồi, bảng điểm nè cô. Hồ sơ gốc để có bảng điểm đúng không? Vậy đúng rồi, mẹ làm cho con đi. Có mấy cái này đâu có sợ nữa đâu. Phần á, thì tôi thấy con tôi học ở đây 2 năm á, bằng trung cấp. Qua bên đó nó đi du học ở Hàn Quốc 2 năm thì cái bằng nó sẽ khác. Thì tôi thấy công ty cũng đàng hoàng, chắc là không có sự lừa đảo ở đây. Nên là tôi hẹn rồi qua hôm sau sẽ chuyển cho cô ấy 7 triệu để làm bằng tốt nghiệp. Vui quá mẹ ơi. Vậy là con sắp được đi rồi đó. Thì ngày mai á, tôi đem tiền tới tôi nộp cho công ty nha. Chứ ngày hôm nay á, tôi muốn em theo nhiều tiền. Cô, ngày mai á, cô có tới á, thì cô nói với Lễ Tân á, là gặp Thương nha. Rồi con ra nha. Rồi tôi biết rồi. Thôi xin phép cô tôi về nha. Dạ, dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Chị đáng gặp nha. Dạ. Dễ em. Dạ. Chào cô. Em về nha chị. Dạ. Chào cô. Tuần trôi qua thì tôi không có thấy cô ta liên lạc gì với mẹ con tôi để nhận bằng hết. Thì tôi thấy sốt ruột quá mới gọi cho cô ấy, thì máy cô ấy khóa máy. Cô ơi cô, cô làm ơn cho tôi gặp cô Thương đi. À, dạ chào cô. À, dạ chị Thương nghỉ cái đây 3 bữa rồi ạ. Vậy cô có gửi lại cái bằng tốt nghiệp trung cấp cho cô của con tôi ở đây không? Dạ không. Sao vậy? Sao lại vậy được? À dạ rồi, con hiểu rồi. Thì mấy bữa nay á, chị Thương nghĩ á, thì cũng có nhiều người á, tới trường hợp như cô vậy đó, tới tìm chị Thương. Được biết á, là không phải cô ta chỉ lừa một mình tôi, mà còn nhiều nạn nhân khác cũng bị lừa đảo. Là vì cái việc mà cho con đi học và du học bằng cái cửa sau. Cho nên là tôi mong qua việc của tôi á, thì các bậc phụ huynh khác nên cho con mình ăn học đàng hoàng để có cái bằng tốt nghiệp đàng hoàng, để cái bọn lừa đảo nó không có cơ hội để hành nghề nữa. Công ty thì làm ăn uy tín, nhưng mà nữ nhân viên trong tình huống vừa rồi quả thật là một kẻ lừa đảo, lợi dụng vị trí việc làm của mình để trục lợi. Qua sự việc trên, ả lừa đảo đã nắm bắt được tâm lý nôn nóng cho con đi nước ngoài du học, đã trở thành con mồi của bọn chúng. Một khi đã chuyển tiền thì khó có thể lấy lại cũng như tố cáo được hành vi lừa đảo trên, bởi vì mọi giao dịch đều chỉ có ả lừa đảo và nạn nhân biết mà thôi. Điều đáng nói, dù người cần làm có lấy được cái bằng đi chăng nữa thì bản chất đó vẫn chỉ là bằng giả. Như vậy, đó là hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, Nguyên Kha cũng mong bà con nên cảnh giác và có biện pháp tố giác những hành vi tương tự như thế này. Đến đây thì thời gian dành cho chuyện cảnh giác cũng đã hết. Nguyên Kha xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 16:30 chiều thứ Bảy và Chủ nhật tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Nguyên Kha cũng rất mong sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị để chương trình ngày một thiết thực hơn nữa. Chúc quý vị có một buổi chiều cuối tuần thật vui và hạnh phúc. Nguyên Khai xin kính chào và hẹn gặp lại.